Chào các bác nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác một con siêu nướt luôn. Xiaomi C20. Con này khách hàng mới mua được có khoảng chục ngày thôi nhé. Rất là đẹp luôn anh em nhé. Để em quay cho anh em xem. Xiaomi C20. Chưa có một vết xước nào. Coi như mua máy mới anh em nhé. Rất là đẹp. Màu xám lông chuột rất là đẹp luôn, rất sạch sẽ anh em nhé. Toàn bộ coi như máy mới luôn. Khách mới mua được có 10 ngày đã lên đời anh em nhé. Xiaomi C20. Giá bán mới của nó đây đang là 2.690.000. 2.700.000. Cấu hình của nó đây anh em này. Đấy. Màn hình LCD 6.5 Full HD nhé. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000. Pin 5000 khá là bền luôn anh em nhé. Con này giá cũ em chỉ bán 1.700.000 thôi, rẻ được 1.000.000 đồng anh em nhé. Khá là rẻ luôn, anh em nhanh tay để mua nhé. Nhanh tay để mua được sản phẩm này rất là rẻ, vẫn bảo hành cho anh em đủ 12 tháng luôn. Chỉ 1.700.000 anh em mua về cho con cái học nên cấp 3 thì quá ok luôn, hoặc là học online trong mùa dịch này. Pin 5000 khá là bền luôn, mùa dịch này anh em cứ ok luôn đi. Xiaomi C20. Cùng mẹ khác cha mẫu bò anh em nhé. Rất chất luôn. Anh em nào ở xa thì có nhu cầu về mua sắm điện thoại thì alo em qua số điện thoại 0978 336 559 hoặc 0971 336 559 nha. Còn những anh em nào ở gần thì có thể qua shop nhà mình mua sắm trực tiếp. Địa chỉ nhà mình tại số nhà 86 Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Anh em đang xem chương trình bên mình thì chưa đăng ký thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để hàng ngày em lên những sản phẩm mới cho anh em. Anh em nào ưng ý sản phẩm nào thì cứ kết nối mình qua Zalo, mình sẽ ship trực tiếp cho anh em. Ship COD anh em nhé, nhận được hàng, kiểm tra hàng và thanh toán cho đơn vị giao hàng. Chỉ đặt cọc từ 50.000 đến 100.000. Quá ok luôn anh em nhé. Một sản phẩm quá đẹp mà giá quá rẻ, chỉ có hơn 1.000.000 đồng. Mà có máy mới dùng anh em nhé, nhanh tay không thì còn, chậm tay thì mất nhé. Mà nó là máy mới, em chỉ quay qua thôi. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp em nhé. Em xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.